vì sao đến bây giờ bà Nguyễn Phương Hằng mới bị bắt. Chuyển đơn tố cáo Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Lê Minh Tấn đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Lâm Đồng thu giữ hàng trăm còi hơi lắp đặt không đúng quy định. Cà Mau triển khai công tác giải phóng mặt bằng công trình cao tốc Bắc Nam. Khánh Hòa nhiều giải pháp gỡ khó trong giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Thầy thuốc trẻ An Giang làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Xin chào mừng quý vị đã trở lại với Chuyển động 25 giờ, tin nóng từ các địa phương. Và mở đầu chương trình trưa nay ngày 26 tháng 3 năm 2022, xin mời quý vị cùng với Ý An đến với thông tin về tình hình an ninh trật tự xã hội tại các tỉnh thành trong nước. Ngày 24 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, tổng giám đốc công ty Đại Nam để điều tra hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm. Quá trình điều tra, Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Một nguồn tin cho biết, thời gian qua, cơ quan chức năng đã âm thầm điều tra, củng cố chứng cứ đầy đủ vững chắc. Việc bà Nguyễn Phương Hằng gây náo loạn trên mạng đã bị các đối tượng chống đối ở nước ngoài lợi dụng. Trong quá trình xác minh, cơ quan điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc liên tục 5 tháng, hệ thống hóa những vi phạm của bà Hằng và đây là thời điểm chín mùi để thực thi pháp luật. Xuyên suốt quá trình bà Nguyễn Phương Hằng livestream, các cơ quan chức năng đã mời bà Hằng lên nhắc nhở khuyến cáo ít nhất 4 lần. Tuy nhiên, bà Nguyễn Phương Hằng né tránh, tỏ thái độ thách thức, không chấp hành khuyến cáo, phân tích của các cơ quan chức năng. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận nhiều đơn của các cá nhân tố cáo bị bà Hằng xúc phạm danh dự, nhục mạ, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, cũng như đe dọa giết người thông qua việc phát ngôn trực tiếp trên mạng Internet, Facebook, YouTube. Cơ quan điều tra sau khi tiếp nhận đơn tố cáo đã xem xét xử lý các đơn này. Được biết, tháng 4 năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính do thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự uy tín của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Hiện nay, bước đầu xác minh bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng 12 kênh trên mạng xã hội để xúc phạm, xuyên tạc, nhục mạ người khác. Hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng đã đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Với các tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, thực hiện lệnh khám xét nơi ở của bà Hằng để điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra huyện Phước Tân cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Minh, sinh năm 1979 và Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 1983, cùng trú ấp Hòa Lợi, xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang về tội cướp giật tài sản, thông tin từ truyền hình An Giang. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài nên Nguyễn Hoàng Minh rủ Nguyễn Văn Đại đi cướp giật tài sản của người đi đường. Khoảng 6 giờ ngày 2 tháng 3 năm 2022, Minh điều khiển xe mô tô chở Đại đi đến khu vực tổ chính ấp Bình Phú 2, xã Phú Bình, huyện Phú Tân thì phát hiện bà Lê Ngọc Khuyên, sinh năm 1980, cư trú địa phương, đang điều khiển xe mô tô chạy ngược chiều. Trên cổ có đeo dây chuyền vàng 18 carat, trọng lượng 2,7 chỉ, nên Minh đã quay đầu xe lại rồi chạy lên áp sát xe của bà Quyên để Đại ra tay giật sợi dây chuyền đang đeo trên cổ của bà Quyên rồi tăng ga bỏ chạy. Tài sản cướp được, Minh và Đại đem bán được 7 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài cho đến hết. Riêng bà Quyên sau khi bị cướp tài sản đã trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện Phú Tân đã tiến hành xác minh, điều tra và sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ được Minh và Đại. Tại cơ quan công an qua làm việc thì Minh và Đại đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời khai nhận thêm, trước đó cũng với thủ đoạn tương tự, Minh và Đại cũng đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật dây chuyền vàng của người đi đường. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Tân tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
chiều 24 tháng 3 trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Đỗ Thị Minh Quân cho biết, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố đã nhận được đơn tố cáo đối với ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển đơn tố cáo này đến Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét giải quyết đúng theo quy định. Trước đó đã có đơn tố cáo ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc đã chỉ đạo dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền đóng góp ủng hộ khắc phục hậu quả dịch COVID-19 tại đơn vị. Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội khẩn trương công khai chủ trương, kết quả vận động và chi tiết việc sử dụng số tiền cho các cá nhân và đơn vị trực thuộc sở đã đóng góp hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại sở và các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị ông Lê Minh Tấn tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan trong việc chưa công khai, minh bạch về đối tượng nhận hỗ trợ, kết quả vận động và quá trình sử dụng số tiền hỗ trợ, việc sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để tiếp nhận và chuyển tiền hỗ trợ do các đơn vị trực thuộc sở này đóng góp để thực hiện phòng chống dịch COVID-19 tại sở. Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội xem xét xử lý số tiền đã chi cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thuộc sở nhằm bảo đảm số tiền cho công đoàn sở đã kêu gọi vận động được sử dụng đúng mục đích. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố đã báo cáo việc chi hỗ trợ cho thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ nguồn quỹ vận động phòng chống dịch COVID-19 của sở. Có 20 người được hỗ trợ kinh phí số tiền 4,6 triệu đồng một người. Một người được hỗ trợ 1,6 triệu đồng và một người được hỗ trợ 3 triệu đồng. Cũng theo báo cáo, tính đến ngày 10 tháng 8 năm 2021, có 30 đơn vị có đóng góp quỹ phòng chống dịch COVID-19 của sở với tổng số tiền 461.207.600 đồng. Trong đó, công đoàn sở huy động hơn 351 triệu đồng, văn phòng sở huy động 60 triệu đồng và ban tuyên giáo đảng ủy sở 50 triệu đồng. Được sự chấp thuận của ông Lê Minh Tấn, Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã thực hiện chi hỗ trợ kinh phí qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân với số tiền 262 triệu 100 ngàn đồng. Thưa quý vị, từ ngày 14 tháng 3 đến nay, Cảnh sát Phòng Giao thông trạm Maragui thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập chốt kiểm tra các phương tiện, nhất là xe tải, xe đầu kéo, xe ben và xe container di chuyển trên quốc lộ 20, yêu cầu hàng trăm tài xế phải tháo bỏ các loại còi hơi lắp đặt không đúng quy định. Thông tin từ truyền hình Lâm Đồng. Qua kiểm tra thực tế cho thấy các phương tiện sử dụng còi hơi chủ yếu là xe tải, xe đầu kéo, xe ben, chở vật liệu xây dựng. Trong đó nhiều phương tiện đã gắn còi dưới gầm xe, bên cạnh thùng hơi, hộp chứa phụ tùng nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Lực lượng cảnh sát giao thông trạm Maragui đã yêu cầu hơn 100 phương tiện là xe tải, xe đầu kéo và xe ben tháo bỏ còi hơi và các bộ kích âm thanh theo quy định, đồng thời yêu cầu các chủ phương tiện và tài xế ký cam kết không tái phạm. Toàn bộ còi hơi mà các chủ phương tiện, tài xế tháo bỏ đều được lực lượng cảnh sát giao thông thu giữ để tiêu hủy theo quy định. Việc các xe ô tô sử dụng còi hơi không chỉ trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra các vụ tai nạn giao thông mà còn gây ảnh hưởng tới người dân sinh sống ven quốc lộ 20. Để có biện pháp xử lý hiệu quả, tới đây, đơn vị sẽ đề xuất công an tỉnh trang bị các thiết bị đo âm thanh để xử lý nghiêm các phương tiện sử dụng còi hơi, bộ kích âm thanh sai quy định. Ngoài ra, sẽ xây dựng kế hoạch xử lý các loại phương tiện lắp đặt, sử dụng các loại đèn pha siêu sáng, làm thay đổi kết cấu của nhà sản xuất. Qua đó, góp phần kéo giảm tai nạn, đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 20 cũng như trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, Sở Y tế tỉnh Cà Mau vừa có công văn đề nghị Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, các bệnh viện và trung tâm y tế các quận, huyện, thành phố thực hiện phương án người hoàn thành điều trị COVID-19 tại các cơ sở y tế và các địa phương bằng phương tiện cá nhân, theo thông tin từ truyền hình Cà Mau. Theo quyết định số 250 ngày 28 tháng 1 năm 2022 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19, thì người điều trị COVID-19 ra viện tại các cơ sở y tế đã được kiểm soát các yếu tố lây nhiễm bệnh, tiếp tục trở về gia đình tự theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày. Thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Sở Y tế thống nhất phương án khuyến khích người điều trị COVID-19 tại các cơ sở y tế khi ra viện di chuyển về địa phương bằng phương tiện cá nhân. Để đảm bảo quy trình giám sát dịch bệnh COVID-19, Sở Y tế đã đề nghị các cơ sở điều trị hướng dẫn những người hoàn thành điều trị COVID-19 tại cơ sở y tế về địa phương tuân thủ đúng quy định 5K,
không tiếp xúc gần với người xung quanh trên đường di chuyển, khai báo y tế khi về đến địa phương và thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà. Thưa quý vị, họp triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đi qua địa bàn Thới Bình. Bí thư Huyện ủy Thới Bình, ông Huỳnh Quốc Hoàng yêu cầu cần nghiên cứu nắm kỹ các chủ trương để bàn giao mặt bằng sớm hơn kế hoạch của tỉnh, điều tra chính xác, có biên bản làm việc cụ thể với các hộ dân, không để cho người dân phát sinh thêm về cây trồng, xây dựng nhà ở trên phần đất đã có kế hoạch bồi thường hỗ trợ. Thông tin từ truyền hình Cà Mau. Dự án đoạn qua Hậu Giang - Cà Mau có chiều dài 72,8 km, trong đó đoạn đi qua địa bàn huyện Thới Bình có chiều dài hơn 21 km, đi cắt ngang từ xã Tân Phú qua xã Thới Bình đến điểm cuối là xã Hồ Thị Kỷ, quy mô 4 làn xe cao tốc, chiều mặt cắt ngang 17 m. Qua khảo sát ban đầu, có 482 hộ dân và 2 tổ chức bị ảnh hưởng. Huyện chủ động triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đảm bảo đúng trình tự thủ tục, nội dung, thời gian theo quy định. Dự kiến thời gian giao mặt bằng đợt 1 là ngày 30 tháng 10 năm 2022, đợt 2 là 20 tháng 11 năm 2022, đợt 3 là ngày 30 tháng 5 năm 2023. Thưa quý vị, hiện nay tại nhiều khu vực, nhất là nông thôn, xuất hiện nhiều tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp. Thực trạng này không chỉ làm tăng nguy cơ mất an toàn về điện mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân. Thông tin từ truyền hình Bình Thuận. Tại thôn Kim Ngọc, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, có những căn nhà nằm trong hành lang an toàn lưới điện và vi phạm khoảng cách an toàn của đường dây 110 kV của Điện lực Bình Thuận và 220 kV Vĩnh Tân - Phan Thiết do Truyền tải điện Bình Thuận quản lý. Những căn nhà này chỉ mới xây dựng trong vòng 3 năm trở lại đây, trong khi hai đường dây có từ trước năm 2008. Là khi mà thi công cất nhà thì tôi có trách nhiệm là báo về cho địa bên thành phần bên địa chính của xã. Như địa chính là chỉ lên làm việc riêng chứ còn không có tôi thời gian tham gia. Xã có cử công chức địa chính đi xuống kiểm tra và sau đó là có lập biên bản xử phạt. Đồng thời là có báo với điện lực và để điện lực cùng phối hợp xử lý. Nghị định số 51 ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định khoảng cách từ bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình có người sinh sống làm việc bên trong được tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không đến dây dẫn điện gần nhất, không nhỏ hơn 4 mét đối với đường dây 110 kV, 6 mét đối với đường dây 220 kV. Nhưng thực tế, những căn nhà này khi xây dựng lại không theo quy định. Giải thích cho người dân hiểu được là cái mức nguy hiểm khi mình xây dựng những công trình nó nằm trong hành lang an toàn lưới điện của lưới điện truyền tải thì trên cái cơ sở đó thì sẽ là hướng dẫn cho người dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc mà bảo vệ hành lang lưới điện an toàn cao áp. Thời tiết đang cao điểm nắng nóng, nguy cơ tai nạn về điện từ việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện cũng dễ xảy ra. Bên cạnh việc kiểm tra tuyên truyền của ngành điện, công tác tăng cường quản lý đất đai của chính quyền địa phương, mỗi người dân cần ý thức được hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, từ đó để tự bảo vệ tài sản, tính mạng, đồng thời góp phần đảm bảo cho dòng điện được vận hành thông suốt, an toàn. Thưa quý vị, mặc dù năm 2021, tỉnh Khánh Hòa đã có những chuyển biến trong đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhưng vẫn tồn tại một số khó khăn, trong đó vướng lớn nhất là khâu giải phóng mặt bằng. Vấn đề này được tỉnh tập trung tháo gỡ trong năm nay, đặc biệt là xác định vai trò chủ động giải quyết những vấn đề tồn tại, vướng mắc của các địa phương và chủ đầu tư. Thông tin từ truyền hình Khánh Hòa. Trong 2 năm qua, việc vướng đền bù, giải phóng mặt bằng do nhiều nguyên nhân. Công tác thành lập hội đồng đền bù, giải phóng mặt bằng ở cấp huyện chậm, trong đó có Nha Trang, nơi tập trung chủ yếu các dự án quy mô lớn của tỉnh. Sự chậm trễ khác nằm ở khâu định giá đất, làm cơ sở thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng. Tiếp đến là việc xác định thẩm quyền thẩm định thuộc về hội đồng thẩm định của tỉnh hoặc thuê đơn vị tư vấn. Những năm trước, tỉnh thuê tư vấn, quá trình này cũng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh bị ngừng trệ. Năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa sẽ có những hướng điều chỉnh để giải quyết những tồn tại vướng mắc trong thời gian qua. Năm nay thì với cái tình hình thì tỉnh cũng có những cái hướng là đối với đền bù các cái công trình đầu tư công á, thì sẽ xem theo cái hướng là
hội đồng thẩm định của tỉnh thực hiện thôi. Ủy ban dân cấp huyện, chủ đầu tư phải sớm mà thực hiện cái nội dung này, rồi trình lên Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường trình hội đồng thẩm định thông qua Sở Tài chính. Chủ đầu tư phải bám sát với Ủy ban nhân cấp huyện và anh phải biết được khó khăn là cái gì, chỗ nào, và từ đó thì có cái báo cáo kiến nghị cụ thể, chứ không có nói chung chung là vướng đền bù giải phóng mặt bằng là do cấp huyện. Đó thì cái 2021 vừa rồi cũng thấy được những nội dung như thế, và tỉnh cũng đã chỉ đạo chủ đầu tư cùng với Ủy ban nhân cấp huyện phải tập trung cử người rồi có cái kế hoạch và phương pháp thực làm việc á, để làm sao mà khắc phục được cái nội dung của các năm vừa rồi. Đến hết năm 2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đạt trên 97%. Năm 2022, trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh COVID-19 vẫn khó lường, nguồn vốn đầu tư công tiếp tục được xác định là động lực của tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, tỉnh sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt, giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, thường xuyên họp định kỳ, đồng thời có phương án giao và điều chỉnh vốn cho phù hợp. Sở với lại chủ đầu tư là cũng có một cái lường trước để mà chúng ta giao vốn nó phù hợp, chứ cũng không thể là giao không đúng thực tế thì nó sẽ dẫn tới là cái tỷ lệ giải ngân nó khó đạt được. Sở cũng yêu cầu các chủ đầu tư là năm nay là phải xây dựng được tiến độ, và cái tiến độ cụ thể đó thì phải nắm được cái vướng mắc khó khăn là cái gì và phải kịp thời báo cáo cái điều chỉnh kế hoạch đầu tư công. Sở cũng không điều chỉnh nhiều lần mà sẽ theo dõi sát tình hình để sau 6 tháng là có một cái làm việc cụ thể và điều chỉnh. Tức là nếu mà điều chỉnh không sát thì có những cái chúng ta không điều chỉnh giảm vốn thì cuối năm mà chuyển cho đơn vị khác thì đơn vị khác cũng không thể thực hiện được. Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố có dự án đầu tư trên địa bàn thuộc mình quản lý phải khẩn trương thực hiện và hoàn thành công tác kiểm đếm khối lượng giải tỏa, xác minh nguồn gốc sử dụng đất, lập phương án bồi thường, niêm yết, công khai, lấy ý kiến, hoàn chỉnh phương án trình Sở Tài nguyên Môi trường về phương án giao đất. Và trên sự đó thì Sở Tài nguyên Môi trường ra soát và hoàn chỉnh hồ sơ, đề nghị thẩm định phương án giao đất cụ thể để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, gửi Hội đồng thẩm định giao đất của tỉnh. Và tỉnh đã giao cho Hội đồng thẩm định giao đất có trách nhiệm thẩm định kịp thời các hồ sơ. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, ngoài việc yêu cầu các huyện, thị, thành phố, sở ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước, kịp thời theo dõi, đôn đốc, tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị các chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, chủ động hoàn thành hồ sơ, thủ tục, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, tập trung triển khai thi công, bảo đảm tiến độ dự án. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng của các dự án nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thưa quý vị, những vụ cháy chợ truyền thống luôn để lại hậu quả nặng nề. Thế nhưng việc đảm bảo an toàn luôn là bài toán khó bởi các chợ đa phần hình thành từ lâu, chưa được quy hoạch bài bản. Vụ cháy xảy ra tại chợ Thanh Lương gần đây là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy nổ tại các chợ truyền thống, đặc biệt là thời điểm mùa khô như hiện nay. Thông tin từ truyền hình Bình Phước. Hơn một tuần sau vụ cháy chợ Thanh Lương, người tiểu thương này gắng gượng vượt qua nỗi đau, mượn tạm hiên một căn nhà trong khu chợ, bắt đầu lại với công việc cũ, buôn bán giày dép. Đối diện với quầy hàng hiện tại chính là kiosk trước đây chỉ bán hàng, nay chỉ là đống tro tàn sau vụ cháy. Giờ gia đình này thất thế nhiều lắm, toàn gia đình toàn là ở ngoài này không à. Nhờ dựa vô chỗ này giờ nhà nào cũng vậy, cháy hết, không còn cái gì hết. Vụ cháy chợ Thanh Lương xảy ra vào khuya ngày 17 tháng 3 vừa qua đã thiêu rụi 68 kiosk của 35 hộ tiểu thương. Tổng diện tích cháy khoảng 400m2. Do khu vực xảy ra cháy chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Phải mất nhiều giờ chữa cháy, lực lượng chức năng mới dập tắt được đám cháy. Tuy nhiên, một trong những lý do đáng chú ý chính là chợ thiếu phương tiện để đảm bảo cho công tác phòng cháy, chữa cháy. Bình cứu hỏa thì có, còn những trụ nước tại chỗ là vừa rồi là không có cái chuyện đó. Cho nên nếu mà vừa rồi mà có cái trụ nước mỗi một ô thì có lẽ có nước tại chỗ mình đã tiếp rồi.
chưa có cái trụ để chữa cháy trực tiếp. Đó. Cái thứ hai nữa là cái máy nước mà nước sạch, gọi là nước sạch đó. Máy thì cái nó nằm xa quá. Cái thứ hai nữa là khi mà cái nước này ra đâu không thể dập tắt được. Theo thống kê của Công an tỉnh Bình Phước, từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ cháy chợ, không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản khoảng 3,1 tỷ đồng. Sau nhiều vụ cháy chợ, ý thức của hộ tiểu thương đã được nâng lên, nhưng thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập trong đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Cái khó khăn trong công tác phòng cháy ở đây là cái điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng ở đây là những cái kiosk này là xây dựng từ xưa lâu á, cho nên là cái việc mà để mà xây dựng lại để đảm bảo điều kiện phòng cháy thì tiêu chuẩn á, thì cái người dân đây là điều kiện kinh tế là có khó khăn, không thể mà xây dựng theo đúng theo cái tiêu chuẩn về phòng cháy cháy theo đúng chất quy định được. Là do không được quy hoạch nên là về cái nguồn nước, đường giao thông, các như phương tiện phòng cháy cháy để trang bị cho những cái chợ này là chưa đảm bảo. Thứ hai nữa là do là trực cái những cái chợ trực thuộc do các xã quản lý, do đó là xã phường thị trấn quản lý, cho nên là về cái nguồn kinh phí mà để phục vụ cho cái việc này là hiện nay vẫn còn rất là hạn chế. Thứ hai nữa là do cái đặc điểm là xã chợ tự phát nên là trong những cái lòng chợ khu chợ này là có những hộ dân là được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên là họ xây nhà phục vụ cho cái việc kinh doanh, nên là cái việc mà khó khăn trong cái việc là quy hoạch cải tạo chợ do là vướng mắc những cái hộ này, nên là những cái hộ này thì nằm chung trong đó, nên là cái việc mà đảm bảo về công tác phòng cháy cũng rất là khó. Thứ ba nữa là cái ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ của một số hộ dân hiện nay cũng vẫn là chưa cao. Thiệt hại do cháy nổ bao giờ cũng rất khó lường, đặc biệt là ở các khu vực tập trung đông người, nhiều hàng hóa dễ bắt lửa như chợ truyền thống. Khi những bất cập, hạn chế của các chợ truyền thống chưa được khắc phục triệt để, thì việc tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa cần được chú ý hơn bao giờ hết. Thưa quý vị, cùng với tuổi trẻ tỉnh nhà thời gian qua, Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh An Giang đã phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Thông tin từ truyền hình An Giang. Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh An Giang được thành lập theo quyết định số 1665 trên quy đề UBND ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội hiện có 524 hội viên đang công tác tại các bệnh viện, nhà trường, cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị y tế tư nhân. Không chỉ là những thầy thuốc trẻ có kiến thức, trình độ chuyên môn về y học, dược học và quản lý y tế, giảng dạy, chẩn đoán và điều trị, các thành viên Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh An Giang còn không ngừng nỗ lực học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, lương y như từ mẫu, nêu cao ý chí, quyết tâm, tận tụy cứu chữa người bệnh, coi đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm cao quý của người thầy thuốc. Với ba cái chương trình mục tiêu lớn của hội là thầy thuốc trẻ học tập rèn luyện y đức, thứ hai là thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, và thứ ba là thầy thuốc trẻ là tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Thì với ba cái mục tiêu chính của hội thì trong cái nhiệm kỳ vừa qua, các chương trình của hội thầy thuốc trẻ như là khám và phát thuốc miễn phí cho người dân, các chương trình mổ mắt hoặc là tầm soát về ung thư, hoặc là các chương trình về hiến máu tình nguyện, cũng như là các chương trình truyền thông về sức khỏe, là tập hợp cái lực lượng thầy thuốc trẻ của tỉnh để mà đoàn kết, để mà phát huy được cái sức trẻ, là cái tri thức của hội thuốc trẻ để mà cùng chung tay cho cái sự nghiệp là chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong 5 năm qua, Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh An Giang đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 32.000 lượt người dân, mổ mắt miễn phí cho hơn 1.500 người cao tuổi, tặng quà cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện, khám tầm soát ung thư cho hơn 1.800 người, thường xuyên tập huấn các phương pháp sơ cấp cứu cho giáo viên trường mầm non, tiểu học trong toàn tỉnh, vận động hội viên thanh niên hiến máu tình nguyện. Nhiều thầy thuốc trẻ tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị ứng dụng cao vào nhiều lĩnh vực chuyên môn, góp phần phát hiện, chẩn đoán sớm, nâng cao hiệu quả phòng chống bệnh tật và điều trị cho nhân dân. Bên cạnh đó, Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh còn tích cực tham gia hỗ trợ giúp đỡ, tổ chức 15 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân nước bạn Campuchia. Đặc biệt, trong thời gian tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp,
các chiến sĩ áo trắng của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã không ngại khó, không ngại khổ, cùng với y bác sĩ, nhân viên y tế toàn tỉnh, các lực lượng địa phương ngày đêm chống dịch, xét nghiệm, bóc tách F0, truy vết, khoanh vùng dập dịch, tích cực điều trị người bệnh. Tất cả vì sức khỏe cộng đồng, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Với một cái khẩu hiệu hành động là Thầy thuốc trẻ tiên phong sáng tạo, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, thì trong nhiệm kỳ sắp tới đây là của Hội Thầy thuốc trẻ nhiệm kỳ 2021-2026 cũng sẽ là quyết tâm thực hiện về các cái chỉ tiêu cái nghị quyết đã đề ra. Lực lượng Thầy thuốc trẻ cũng sẽ là quyết tâm và đóng góp mọi sức lực về trí tuệ để cùng với tỉnh nhà mình thực hiện cái nhiệm vụ là chăm sóc, nâng cao về sức khỏe nhân dân. Thời gian tới, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh An Giang sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, tăng cường đoàn kết, tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ thi đua rèn đức luyện tài, phấn đấu trở thành người thầy thuốc trẻ giàu về ý đức, giỏi về chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là đẩy mạnh các hoạt động xã hội, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân ở những vùng sâu, vùng xa, phát huy tốt nhất tinh thần lương y như từ mẫu, chăm sóc bảo vệ tốt sức khỏe, nâng cao đời sống nhân dân. Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh An Giang chính là hình ảnh tiêu biểu của tuổi trẻ An Giang, nhiệt quyết sáng tạo, tích cực phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng, góp phần xây dựng An Giang, quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp. Thưa quý vị, những năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư, nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã, liên thôn ở các xã, ngay cả xã vùng sâu, vùng xa đã được xây dựng, nâng cấp. Hệ thống giao thông nông thôn được cải thiện, góp phần giúp cho người dân giao lưu, thông thương phương tiện. Tuy nhiên thì sự gia tăng của phương tiện giao thông cùng với kiến thức chấp hành pháp luật về giao thông của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế, khiến cho tình trạng vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông diễn ra khá phổ biến. Để hạn chế tai nạn giao thông, các cấp chính quyền và ngành chức năng đang tìm giải pháp hữu hiệu hạn chế tai nạn giao thông ở vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh, thông tin từ truyền hình Khánh Hòa. Huyện Diên Khánh là một trong những địa phương giáp ranh với thành phố Nha Trang, có tốc độ đô thị hóa nhanh, địa bàn phức tạp và nhiều dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đang triển khai. Theo lực lượng cảnh sát giao thông trật tự huyện, với lưu lượng phương tiện tham gia giao thông như hiện nay thì nguy cơ mất an toàn giao thông ở địa phương là rất lớn. Trong thời gian qua thì trên địa bàn thì nổi cộm lên là cái tình trạng là vận chuyển vật liệu xây dựng, cát đá sỏi trái phép và thường thì cái đấu nối ra các đường như quốc lộ 27C, Võ Nguyên Giáp thì gây cái mất trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường và thường xuyên hay xảy ra tai nạn giao thông. Thì đội cảnh sát giao thông trật tự cũng đã tham mưu lãnh đạo thường xuyên là thay đổi cái thời gian tuần tra kiểm soát, lịch trình để xử lý nghiêm các đối tượng là chở hàng hóa rơi vãi và quá tải quá khổ. Một vấn đề đáng báo động khác gây mất an toàn giao thông là tình trạng trẻ em chưa đến tuổi nhưng vẫn vô tư điều khiển xe máy chạy trên đường. Các em không chỉ điều khiển chạy xe một mình mà còn chở hai, chở ba. Ngoài ra, việc lưu thông của các chiếc xe độ chế, tình trạng phóng nhanh vượt ẩu của một số đối tượng và sự né tránh của người vi phạm cũng là những nguyên nhân gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông ở vùng nông thôn. Các phương tiện này khi gặp các tổ tuần tra kiểm soát thì tránh né vào những cái đường ngang ngõ tắt, rồi một số bộ phận là ý thức tham gia giao thông chưa được cao, không đội mũ bảo hiểm, chấp vượt đèn đỏ, đặc biệt là các chuyến nông thôn này xảy ra phổ biến ở các lỗi như là không đội mũ, đi sai làn đường, đi qua những cái đoạn đường gần chủ quan không đội mũ bảo hiểm. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, cảnh sát giao thông trật tự huyện Diên Khánh thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, học sinh, cấp phát mũ bảo hiểm miễn phí, phối hợp với đoàn thanh niên thực hiện mô hình giao lộ an toàn tại các ngã tư có tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, đội cũng triển khai thực hiện các đợt cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong các dịp lễ Tết. Qua tuần tra kiểm soát đã phát hiện 745 trường hợp vi phạm, trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính 723 trường hợp với số tiền gần 1 tỷ đồng. Đồng thời thường xuyên phối hợp với phòng quản lý đô thị, ban quản lý các chợ và công an xã thị trấn tuyên truyền, nhắc nhở các hành vi lấn chiếm lòng lề đường, làm nơi buôn bán tụ tập, gây mất an ninh trật tự và không đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, v.v. Với những giải pháp này, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Diên Khánh trong thời gian qua đã được đảm bảo, tai nạn giao thông được kiềm chế ở mức thấp nhất.
Tuy nhiên, để tình hình trật tự an toàn giao thông ở nông thôn được kiểm soát một cách bền vững, thời gian tới các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các biện pháp đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, đặc biệt là các em học sinh sinh viên, tăng cường tuần tra kiểm soát ở các lĩnh vực đường bộ, đường thủy, chủ động nắm tình hình và thực hiện xử phạt nghiêm đối với các đối tượng cố tình vi phạm, đồng thời nghiên cứu và áp dụng các mô hình sáng kiến hay trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Kính thưa quý vị, và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Chuyển động 25 giờ tin nóng từ các địa phương trưa nay. Chương trình hợp tác giữa các cơ quan báo chí đài truyền hình cùng MCV Network tổng hợp và chia sẻ những thông tin đặc sắc từ các bản tin trên kênh digital của các đơn vị. Và quý vị cũng có thể xem thêm các tin tức hấp dẫn trên hệ thống YouTube, Facebook và TikTok của MCV Network và các đơn vị báo đài liên quan cũng như sử dụng Netlove. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.